Huy Phúc Ô Tô xin kính chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn. Ngày hôm nay bên em sẽ chào bán tới mọi người mẫu xe Daihatsu Lancetti sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2010. Chiếc xe phiên bản số sàn được trang bị khối động cơ 1.6 nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Một mẫu xe rất là to cao, dài rộng và sang trọng. Chiếc xe biển số 34, biển số Hải Dương. Và em mua cái chiếc xe này của một chị là nữ ngay gần cửa hàng nhà em luôn. Một mẫu xe rất là đẹp và sang trọng mọi người nhé. Xe được trang bị khối động cơ 1.6, hộp số sàn, gương kính chỉnh điện, xi nhan tích hợp bên hông, vô lăng tích hợp phím bấm, hai túi khí, đầu CD 6 đĩa. Và chiếc xe này bên em chào bán với giá rất là hợp lý, 245 triệu đồng. Với mức giá 245 triệu đồng gần như là quý vị anh chị khó mà sở hữu được một chiếc xe mà sang trọng, dài rộng, to cao như thế này mọi người nhé. Daihatsu Lancetti SE. Quý vị anh chị nào quan tâm đến mẫu xe này, vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại hotline 0947 535 262. Một mẫu xe rất là đẹp. Về phần thân vỏ của chiếc xe này thì bên em cam kết cho mọi người là chiếc xe thân vỏ còn nguyên zin, không bị va chạm đâm đụng, không mất một phân keo chỉ nào. Bên em sẽ cam kết bằng văn bản cho mọi người. Nếu trong quá trình sử dụng quý vị anh chị phát hiện là mất keo chỉ thì cứ đưa xe đến cửa hàng và bên em sẽ hoàn trả lại 100% số tiền mua xe cho quý vị. Nước sơn zin còn 90% mọi người nhé. Sơn rất là bóng đẹp luôn. Em quay ở góc độ này thì mọi người có thể gần như là soi gương được cái nước sơn này đúng không ạ? Rất là bóng đẹp. Các cái đường gân từ trước sang sau nhé. Rất là thẳng hàng. Khe cạnh cánh cửa kín khít. Không hề có dấu hiệu của sự va chạm đâm đụng. Cặp đèn pha phía sau và hai đèn phía trước thì đều còn zin theo xe, nguyên bản theo xe mọi người nhé. Còn rất là sáng bóng. Lancetti SE. Về cuối năm thì bên em bán những cái dòng xe này rất là chạy mọi người nhé. Đèn rất là sáng bóng này. Phần hông của chiếc xe được nhìn từ phía bên tai. Đấy, nước sơn rất là đẹp. Các cái đường dập hằn từ trước sang sau này còn rất là thẳng luôn. Khe kẽ cánh cửa kín khít. Nước sơn rất là bóng đẹp nhé. Không có dấu hiệu của sự va chạm đâm đụng. Cái nước sơn này là sơn màu bơ mọi người nhé. Màu bơ này rất là đẹp luôn. Bây giờ em sẽ quay vào phần nội thất nhé mọi người nhé. Chiếc xe thì bộ nội thất vẫn còn nguyên bản ghế nỉ. Rất là đẹp này. Đấy, ghế nỉ nguyên bản này. Chủ là nữ đi nên là chị chủ cũ đi rất là giữ gìn luôn. Đấy, ghế nỉ nguyên bản. Độ nguyên bản cực kỳ là cao luôn. Phần tappi của cánh bên tai. Đấy, tappi màu đen. Cụm điều khiển tổng. Gương chỉnh điện và cụm điện. Đấy, em chỉnh luôn cho mọi người xem này. Tất cả các tính năng hoạt động rất là tốt mọi người nhé. Các cái hoa văn trên tappi còn nguyên. Không bị mờ bóng. Keo chỉ zin. Chiếc xe này được trang bị đèn pha auto. Tự động bật sáng khi trời tối. Vô lăng tia phím bấm. Đấy, vô lăng còn rất là đẹp mọi người này. Các cái gai sần trên vô lăng còn nguyên. Không có hiện tượng mờ bóng mọi người nhé. Đấy. Trên vô lăng được trang bị một túi khí. Và chiếc xe này là chạy 13 vạn rồi. Đây phần mặt táp lô này. Quý vị anh chị có thể mua chiếc xe này về để chạy gia đình
hoặc có thể sử dụng dịch vụ cũng rất là ok luôn. Bởi vì chiếc xe này có dung tích là 1.6 thôi. Rất là tiết kiệm nhiên liệu. Ở đây thì có một phần túi khí. Và chỗ này thì nhà chị có con nhỏ nên là khi mà cháu nó đi về nó đánh đổ cái nọ mực ra đây là bên em không không vệ sinh hết được cái mực này mọi người nhé. Chiếc xe này chỉ sử dụng để đi đón con thôi. Đón con đi học hai cháu nhỏ. Đây là phần mặt tapi của cánh bên phụ này. Đấy, mặt tapi cũng rất là đẹp. Về phần giải trí của chiếc xe này thì được trang bị là đầu CD 6 đĩa. Âm thanh nghe cực hay luôn mọi người nhé. Em sẽ khởi động cái máy này lên để nhìn cái phần mặt táp lô. Đấy. Xe chạy 13 vạn rưỡi và trên mặt đồng hồ hiển thị thì không có báo lỗi. Vòng tua đều ở mức chưa đến 1.000, khoảng 900 mọi người nhé. Cái phần đỏ này là cái phần em đang mở cửa này. Đấy. Thì trên mặt tapo sẽ báo cái dấu hiệu là đang mở cửa thôi và chưa thắt dây an toàn. Còn lại là tất cả mọi thứ đều ok. Phía dưới có điều hòa auto mọi người nhé. Đấy, điều hòa auto. Đây phần cửa sổ đây. Cửa sổ cũng còn siêu đẹp luôn. Ghế da phía bên phụ. Xin lỗi mọi người nhé. Ghế nỉ chứ không phải ghế da. Ghế còn rất là đẹp. Đây phần ốp yên ngựa này và tay phanh. Tất cả mọi thứ, phần nhựa trong xe thì không có bị mờ bóng. Tappy của cánh phía sau bên tai. Đấy, các cái hoa văn trên mặt tapi này còn nguyên. Không xảy ra hiện tượng bị mờ bóng hoặc là vỡ tapi. Keo chỉ zin mọi người nhé. Đây, keo chỉ còn zin luôn này. Rồi, đây là phần nội thất được nhìn từ phía dưới. Ghế nỉ nguyên bản. Em sẽ quay sát xuống ghế nỉ cho mọi người xem này. Hàng ghế nỉ nguyên bản này. Cái này chỉ bị bẩn một chút thôi mọi người nhé. Không đáng kể. Đây là mặt tapi của cánh phía sau bên phụ. Rồi ok, em sẽ thông tin chi tiết và báo giá mẫu xe này luôn nhé. Chiếc xe Daihatsu Lacetti SE sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2010, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Xe được trang bị khối động cơ 1.6, gương kính chỉnh điện cụp điện, xi nhan tích hợp bên hông, vô lăng tích hợp phím bấm, đầu CD 6 đĩa, hai túi khí. Chiếc xe này bên em chào bán với mức giá là 245 triệu đồng. Một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Quý vị anh chị nào quan tâm đến mẫu xe này, vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại hotline 0947 535 262. Đây là toàn cảnh của khoang lái phía trước mọi người nhé. Đấy, vô lăng đẹp. Đầu CD 6 đĩa. Điều hòa mát. Cửa sổ cũng đẹp. Trần nỉ nguyên bản. Bây giờ em sẽ ra ngoài khoang động cơ nhé và quay khối động cơ để cho mọi người cùng xem luôn. Đây là phần tổng thể khoang động cơ của chiếc xe Daihatsu Lacetti SE sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2010. Với chiếc xe này thì được trang bị khối động cơ là 1.6,
cũng khá là mạnh mẽ. Đấy, máy nổ rất là êm. Máy chạy khá êm đúng không ạ? Chỉ nghe tiếng lách tách thôi. Khoang máy sạch sẽ. Bên em đã cho dọn dẹp khoang máy rồi mọi người nhé. Da máy rất là sáng luôn này. Rất là trắng và sáng. Đây, em sẽ quay sâu xuống một chút đây hộp số nhé. Khoang máy sạch sẽ. Cam kết cho mọi người là máy còn zin nhé mọi người nhé. Năm 2010 và máy còn zin. Đấy, rất mọi thứ đều rất là sáng. Máy móc còn nguyên bản luôn. Máy chạy rất là êm. Vâng, và em đã quay chi tiết chiếc xe Nacenti SE sản xuất năm 2010. Quý vị anh chị nào quan tâm đến mẫu xe này thì vui lòng liên hệ trực tiếp theo số điện thoại hotline 0947 535 262. Em sẽ gửi thêm hình và video chi tiết về mẫu xe này cho quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các clip lần sau.